Ok, chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Ok, let's go. Ok, hello, có bạn nào đã xuất hiện rồi nhỉ? Hello. Ok, chúng ta có thể thấy, có nghe được cả bạn nữ và hai bạn nam đã online rồi. Và chúng ta sẽ đến với lại cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Đó chính là bạn ở đây có nickname là Tuần Lộc Bé Bỏng, bạn Kelly và bạn Chú Lùn IT. Chúng ta sẽ cùng làm quen với cả ba bạn này nhá. Ok, có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu với bạn nữ trước đi, cho nó không khí cho nó thoải mái. Ok, xin chào bạn nữ. Bạn nữ có thể giới thiệu về mình không? Xin chào Will, mình có nickname là Kelly. Mình đến chương trình thì muốn tìm một bạn để có thể tâm sự, chia sẻ một số cái sở thích chung với mình. Đây là có rất là nhiều bạn đã nhận ra đây là chị quản lý và mọi người đều nói là rất là xinh. Không biết là đây là ảnh ảo tôi, đây là ảnh không có thật hay là hên xui. Kelly nghĩ là ngày hôm nay có bao nhiêu cơ hội là sẽ dành cho hai bạn nam kia, tự có là cá nhân mình có mở lòng bao nhiêu phần trăm? Tự cá nhân thì mình nghĩ là chắc là sẽ mở lòng để cho làm quen được với hai bạn. Hai bạn sẽ, luôn sẽ tâm sự cả hai bạn hoặc là chọn một bạn thật là phù hợp chứ mình kỳ tưởng. Ok. Ok, chúng ta sẽ đến với lại bạn bên này trước đi. Ok. Bạn Chú Tuần Lộc Bé Nhỏ ạ. Hi, xin chào anh. Chú Tuần Lộc Bé Nhỏ chào chú Tuần Lộc. Có tên không hay là có tên không hay là gọi là chú Tuần Lộc luôn? Thôi gọi chú Tuần Lộc cũng được, mà giới thiệu mình tên là Hiếu. Năm nay mình 24 tuổi, hiện đang là producer của công ty nước ngoài. Ghê vậy, producer công ty nước ngoài luôn, là làm cái gì ta? Là làm nhạc, là DJ à? Producer là làm gì? Làm nhạc. Thôi, từ. Chú Lùn IT bình tĩnh chứ, từ. Không, tại vì nó đụng chạm lắm, tại mình biết nhiều về cái đó nên là mình rất là đụng chạm. Ok, từ để Tuần Lộc Bé Nhỏ giới thiệu đã, bình tĩnh đã. Ok, bạn produce mình cái không gì chấp nhỉ? Mấy người như vậy, nghĩ là về là từ tập trung với Pew này. Ok, Tuần Lộc Bé Nhỏ produce cái gì nhỉ? Mình làm về game. Mình làm về game. Rồi, ok. Bạn độc thân được bao nhiêu lâu rồi? Mình độc thân được 2 năm rồi. Rồi, ok, bạn được 2 năm rồi. Bạn trước đấy bạn có người yêu chưa? Trước đây mình đã từng trải qua một mối tình mà hiện tại mình vẫn đeo sừng ở trên đầu. Ok, chúng ta tạm dừng ở đây đã. Ok. đấy là tạm dừng với lại bạn Hiếu Tuần Lộc Bé Nhỏ. Chúng ta sang với bạn chú Lùn IT. Và chú Lùn IT có thể giới thiệu về mình không ạ? Mình đó là IT. Thì cái tên của mình đã thể hiện rồi, mình là IT trong một công ty nước ngoài. Ok. Hai bạn đều làm trong một công ty, công ty nước ngoài ha. Hai bạn ở đâu ra? Sài Gòn hay là đúng rồi, mình ở thành phố Hồ Chí Minh chứ không ở Sài Gòn. Ok, hai không, bạn. Mình nghĩ là bạn Thành đang có cái gì đó học theo mình và mình cảm thấy hơi không. Ok, chúng ta qua phần giới thiệu. Ok, hai bạn nam mong muốn là ngày hôm nay, mong muốn thật tâm của hai bạn là bạn sẽ được có contact riêng hay là contact sẽ được share cho cả hai ạ? Mình đến đây với tinh thần là đi là phải về một người nữa chứ không share, không chia sẻ với ai hết. Còn bên chú Lùn IT? Đối với mình thì cái chuyện tình cảm nó không có thể nào mà đúng một cái là thích nhau được, nên là để chia sẻ thì vẫn có thể, nhưng mà sau một thời gian thì mình sẽ biết được kết quả thôi. Ok, vậy là hai người đã có cái mục đích khác nhau rồi, một người thì muốn là chốt hạ luôn, một người thì từ. Ok, chúng ta tìm hiểu sâu hơn một chút xíu nữa đi. Đến với lại Hiếu trước. Hiếu mong muốn một người con gái như thế nào sẽ là người yêu của mình? Theo quan điểm của mình thì mình muốn người bạn gái của mình thì không cần phải quan tâm quá nhiều, chỉ cần hiểu nhau lúc mà mình cảm thấy trong công việc lúc mà cảm thấy stress thì mình sẽ có một người bạn để cùng chia sẻ, hay cùng đi đâu đó chơi, cùng đi ăn hay là gì đó, cảm thấy để xóa bớt cái, rồi cũng tìm để tâm sự rồi chia sẻ, chứ không thật sự là không có muốn kiểu ngày nào cũng nhắn tin, ngày nào cũng nhắn tin cái đó. Ok, vậy không thích quá kiểm soát. Ok, con Ngọc cảm thấy như thế nào?
mình thì mình thấy trong tình cảm thì cũng không nhất thiết phải kiểm soát nhau nhiều quá. Ví dụ như là bận thì thi thoảng mình nhắn tin mình hỏi thăm thôi chứ. Vậy là như Hiếu thì... là có được không? Ví dụ như ý kiến của Hiếu về cái việc mà như vậy là có đã đúng cuộc kiểu của Ngọc chưa hay là vẫn còn chưa đúng lắm? Mình thì đúng, mình đúng. Cũng giống giống kiểu của Hiếu rồi đó. Nhưng mà mình muốn nghe bạn thật. Avatar bạn thành bạn rất là dễ thương, mình muốn nghe bạn vẫn thật. Vẫn muốn lựa chọn. Ok. À, không biết là bên chú Lùn IT bạn nghĩ sao về cái việc cái gu của bạn là gì ạ? Gu của bạn nữ của mình là gì ạ? À, cái gu nếu mà như theo Hiếu nói thì mình thấy có một phần mình giống với Hiếu. Là có nghĩa là bạn gái của mình thì không phải là lúc nào cũng giống như là cũng phải nhắn tin thì mới là thể hiện tình cảm, mà mình chỉ thể hiện tình cảm đúng lúc thôi. Có nghĩa là giống như mình có chuyện gì đó thì bạn đó ở bên cạnh, kiểu như dạng như vậy đó. Okay. Nhưng mà một phần nữa là nhưng mà mình thì mình rất là quan tâm đến bạn gái. Quan tâm như thế nào? Có thể kể ra một vài cái trường hợp, ví dụ như bây giờ, ví dụ như là sau cái show này, ngày mai là bạn Kelly, bạn Ngọc sẽ bị ốm, đau đầu, nhức đầu, không đi làm được, không ở đây được, và cả hai cùng biết cái chuyện này. Bây giờ bên Thành sẽ làm gì nào? Sáng là cùng biết tin là đã up lên status là bây giờ Ngọc đang ốm rồi. Thành sẽ làm gì? Tuy nhiên là khi mà Ngọc bị vậy, nhưng mà vấn đề là mình chưa có thân thiết với nhau, mình vẫn còn là xa lạ, mình còn chưa có thân thiết. Nên là cái việc mà mua thuốc đến nhà đưa cho Ngọc vậy thì nó sẽ tạo cho, có thể là Ngọc sẽ thấy là nó tạo một cái khoảng cách gì đó đối với mình. Cái người lạ đùng cái đi mua thuốc cho Ngọc thì nó không hay lắm, thì mình cũng chỉ là kiểu như là quan tâm kiểu ở Ngọc sao không như thế nào. Vậy là chị Ngọc thăm có muốn thôi. Thành như thế này, Ngọc có muốn thành như thế này 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 kia không hay gì đó. Lịch sử. Ok, còn Hiếu thì sao? Hiếu cảm thấy nếu như mà mai ví dụ như thấy thế status là mình đã bị ốm quá, nhức đầu quá, mình không đi làm được. Về phần Hiếu thì sẽ là một, mình sẽ hỏi han rồi nhắn tin rồi hỏi thăm, cái kiểu nếu mà mình sẽ qua mua thuốc qua các bạn thôi. Vậy là khác. Nhưng mà như Thành nói thì là không nên mua thuốc qua, bởi vì là như thế nó hơi vồ vập quá. Hiếu nghĩ thế không? Không, tại vì người ta bị đau mà, chứ không phải là người ta đau thật, chứ không phải là người ta giả bộ hay là gì. Thì mình mua thuốc là cái điều đúng, mà đau thì phải uống thuốc thôi. Chứ gặp bạn Thành là xong rồi. Xong gì? Vậy là xong. Vấn đề là hai người hai chính thức nhau xong gì? Xong đâu? Mình rất xong mà. Ok, xong rồi. Ý của Thành xong là như nào? Ý Thành có thể nói cụ thể không? Ý là xong là xong như thế nào nào? Không, cái này anh biết phải hỏi bạn Hiếu chứ, ý bạn Hiếu xong là như thế nào. Ok. Tại sao nhỉ? Tại sao Hiếu lại nói thế? Thì ví dụ như là bây giờ Thành crush một người con gái, nhưng mà người ta bị đau, bị ốm, status gì đó, nhưng mà người ta đau thật. Thì Thành muốn là ghi điểm hay là gây ấn tượng thì Thành tất nhiên là, mặc dù biết cái đó là nó quá bình thường, nhưng mà mình phải dựa vào cái đó để mình đi thôi. Mình phải mua thuốc đấy rồi. Thể hiện sự quan tâm hiểu sao? Ok. Vậy Ngọc đôi khi không. Ngọc cảm thấy nếu như mà hai người này cùng, vụ ngày mai nó cùng diễn ra thế, thì Ngọc sẽ cảm thấy được là bên nào phù hợp với mình hơn? Mình thì thật sự mình chia sẻ là mình cũng đang bị ốm. À đấy, sự thật là có đúng sự thật là đang bị ốm không hay là mình đang bị ốm? Mình đang bị ốm, hôm nay mình có đi khám bệnh thì nếu như mà bạn Thành chú Lùn IT và có nhắn tin hỏi thăm thì mình cũng rất là cảm động và cảm ơn. Còn nếu như mà bạn từ lọc bé nhỏ mà đến mua thuốc cho mình á, thì mình thật sự mình rất cảm động và mình sẽ mở cửa để mời bạn vào. Nhưng mà vừa ủa sao sẽ sai, đây là người ta mua thuốc qua mà bạn bè người ta tới, người ta mua thuốc rồi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có một vài câu hỏi nghiêm túc hơn. Bây giờ là các bạn cũng hơi lớn tuổi đúng không? Thì các bạn nghĩ về tình yêu bây giờ có như thế nào? Các bạn có nghĩ đến chuyện là sẽ lập gia đình sớm không? Hay là mới chỉ là quen cho vui rồi thì tính tiếp hay như thế nào nào? Thật sự là bây giờ chú lập câu là yêu là để cưới, chứ không có thời gian để yêu linh tinh nữa. Bao nhiêu lâu thì sẽ cưới? Tính là bao nhiêu lâu? 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm? Theo mình nghĩ thì sau tầm 3 năm đến chuyện hôn nhân
thì nó hợp lý. Rồi, ok. Ngọc, Kelly, nghĩ sao? Đây mình nghe, mình cũng nghĩ là bây giờ nên có một chuyện tình cảm phải nên nghiêm túc tí xíu, thì cũng tầm là 2 đến 3 năm thì sẽ kết hôn. Nhưng mà trước đó thì chắc là sẽ cả hai cùng gầy dựng với nhau một cái gì đó để chắc chắn vào cuộc sống sau khi hôn nhân. Vậy là bao nhiêu năm nào? Chốt là bao nhiêu năm? Khoảng bao nhiêu năm? 3 năm. 3 năm, rồi ok. Thì với mình thì khi mà mình yêu, mình có tình cảm thì cảm thấy hợp nhau thì đến với nhau thì cưới nhau thôi, chứ đâu có cần phải đặt ra là phải yêu bao nhiêu lâu. Tức là nó làm cho mình giống như là nó cứng ngắc, không có ghê. Nó ghê ghê. Ê mày chọc tao vậy vừa thôi nha. Từng mày tao. Ok, mình tính ok ok. Từ phải qua trái, thành cái định mạnh này có cái tính xấu thì mà nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng cái chuyện tình cảm trước đây bây giờ sau này này, mà mình không thể bỏ được, hoặc là mình rất là cố gắng thì chỉ là hạn chế thôi. Mình hơi nóng tính. Hơi nóng tính. Nóng tính ở đây là gì? Đánh người yêu là một phụ nữ. Mình tuyệt đối không đánh người. Ok. Anh kia mình nói gì? Thôi, nóng quá. Lúc mà nóng thì ai biết được, đúng không? Không, từ từ để mình hỏi. Trước giờ chưa đánh một ai cả. Ok, vậy là nóng ở đây là nóng như thế nào nè? Nóng ở đây là nóng như thế nào? Có nghĩa là khi mà giống như khi mà mình đang có một cái chuyện gì mình nó khó chịu, nó tác động đối với mình á, cách hay gì đó thì mình hay gắt gỏng hay này nọ thôi, chứ không có phải là nóng tính kiểu như là bạo lực. Bạo lực chỉ là tính mà nóng là... tính. Ok, thế nếu như mà chẳng may mà vụ như là người đang lúc gắt gỏng mà người yêu đến kêu là hôm nay em cũng mệt quá anh, hay là anh đưa em đi ăn đi, thì bây giờ Thành sẽ xử lý làm sao? Thì cái đó là nó là một vấn đề của mình và mình đang tìm cách giải quyết, mình đang cố gắng để giải quyết chưa cái tính cách đó. Ok, đấy đó là tính xấu nhất rồi, thì bây giờ mình thoải mái chia sẻ với Kelly, tính xấu nhất ở trong tình cảm mà không thể bỏ được hoặc là hạn chế tối thiểu thôi thì là cái tính của mình là cái gì? Tính xấu nhất của mình là mình hay nhõng nhẽo, bánh bèo. Mình mặc đúng rồi, bánh bèo, mặc dù mình biết là có những lúc mình rất là bánh bèo nhưng mà mình cứ thích vậy tại vì mình thích bạn trai mình tỏ ra quan tâm. Thế nếu như bây giờ bạn trai mình đang là rất là bực mình, ngày hôm nay đi làm là toàn chuyện bực mình, đi về nhà là đá thúng đồng nia rồi, thì bây giờ Kelly có bánh bèo không? Có lúc đấy tự dưng hứng lên mình muốn bánh bèo quá rồi và mình biết mình bánh bèo là nó còn càng cáu hơn nữa, thì mình xử lý làm sao? Lúc ấy chắc mình cũng phải nhìn mặt làm sao, chứ nếu mà mặt cáu quá mình cũng không dám bánh bèo. Mình bánh bèo thiệt luôn. Ok, mình cũng né đi đúng không? Ok, thế nhưng mà theo Ngọc thì cái tính bánh bèo đấy là tích cực hay là tiêu cực? Là bánh bèo lúc nào bánh phải kiểu nhõng nhẽo hay là như thế nào? Theo mình là bánh bèo phải đúng lúc nha. Tại vì ví dụ như là đang bực, đang quậu mà mình bánh bèo là mình sẽ mặc bánh bèo luôn đó. Còn ví dụ đang vui, rất là vui, hôm nay anh được tăng lương mà về nhõng nhẽo thì mình sẽ được, mình nghĩ là được cưng nhiều, chắc là nhiều bạn gái sẽ biết cái chiêu là bánh bèo đúng lúc. Bánh bèo đúng lúc, ok. Đúng lúc. Rồi, ok. Cái đó là ưu điểm rồi, Mà cũng có thể là khuyết điểm, bởi vì vụ là đang cáu gắt mà bánh bèo lỡ không đúng lúc, cái là tự dưng thành cái nhược điểm, cái bánh bèo nó hên xui, nó kiểu giống đánh bạc vậy hả? Còn Hiếu, thấy Hiếu nặng lặng yên từ nãy đến giờ toàn thấy khen chú lùn IT thôi. Tính xấu nhất của mình là cái gì nhỉ? Thật sự là mình rất là nhiều tính xấu. Nói chung về tình yêu thì tính xấu thì mình cũng chắc cũng có một đúng một tính xấu, bây giờ mình cảm thấy mình cũng có thể sửa lại. Thế là cái gì? Quan tâm không nhiều đến bạn gái. Quan tâm không nhiều đến bạn gái. Cái này cũng hơi nghiêm trọng đấy nhá. Không nhiều là như thế nào, là ví dụ như là ví dụ cụ thể đi. Cái chuyện đó đến rất là đơn giản, như hôm mình rất là lười đi ra đường chơi với bạn gái. Giống như là đó là tính xấu, rất là xấu. Thì đến bây giờ rồi còn một cái tính là mình lúc mà mình gặp chuyện đó thì mình thường thường á mình sẽ nói ra quan điểm của mình cho người bạn gái mình nghe, đó là anh cần im lặng, anh cần để yên. Có nghĩa là đôi khi người ta cảm thấy nghe những câu đó người ta thấy rất là buồn, nhưng không thể giấu được cái đó được. Rồi. Thẳng thắn lên đó. Rồi. Nếu như mà đến giây phút này ấy, một cách vô tư thì hỏi hai bạn nam trước đi. Ví dụ như là Hiếu cảm thấy là Ngọc có phải là cái gu của mình không?
theo như hồi nãy đến giờ thì cảm thấy là Ngọc phù hợp 80%. 80% rồi. Chị cao quá. Từ đây đến giờ thôi mà 80% rồi. Phù hợp như thế nào, là cái điểm gì là ấn tượng với Hiếu này? Về cái tính tình thì thật sự là Hiếu rất là thích con gái nhõng nhẽo bánh bèo. Úi rồi, không quan tâm mà lại thích con gái bánh bèo như nào chưa hiểu. Vừa mới nói là mình không quan tâm bạn gái mà bây giờ thích. Thật sự là mình thích được như vậy, thích kiểu của con gái là như vậy, mình thấy rất là dễ thương. Nhưng mà do là mình cảm thấy mình muốn ở nhà nhiều hơn. Đó là cái hai cái này khác nhau. Nếu mà cái chuyện mà hợp rồi đến với Ngọc thì mình chắc chắn là mình sẽ thay đổi quan điểm. Từ từ sẽ thay đổi quan điểm. Có sớm quá để nói câu đấy không? Lỡ mình không thay đổi được thì sao? Trời ơi, Hiếu ơi. Mình đến đây á là mình đến đây với, là mình lật bài ngửa rồi. Mình lật bài ngửa, mình chơi hết số rồi đúng không? À, chơi hết số chứ không phải úp nữa. Không rồi. Có gì để bắt được lật bài ngửa. Rồi, ok. À, còn Thành cảm thấy sao? Bao nhiêu phần trăm? Nhiều hơn hay ít hơn 80%? Không thì Thành nhìn Ngọc là Thành đã thích Ngọc rồi. Ui là chi tiết 80% hay là 50%? Nhìn thấy là đã hợp mắt rồi đúng không? Hợp gu rồi đúng không? Hay là đúng rồi. Giống như có những cái mà mình không còn mình phải tìm hiểu nhiều, giống như là nó chỉ giống như là tình yêu sét đánh á, Bill hiểu không? Ok, hiểu. Thế bây giờ trong trường hợp mà hôm nay Thành rất là bực, ví dụ ngày hôm nay Thành nhiều việc, hay là Thành bị té xe, bị trời mưa, bị cái chó ỉa vào giày rồi các thứ, hiểu không? Sẽ không thể chịu nữa rồi mà về đến nhà không hiểu không được cười. Cái này là ví dụ của tôi, hiểu không? Mà Ngọc đi ra kiểu hôm nay em mệt lắm, hiểu không? Sao anh khó chịu với em vậy? Bây giờ Thành xử lý làm sao? Thành có sửa hay có thay đổi cái gì không? Thật sự thì nếu mà thật sự á, nếu mà đúng, nếu mà lúc mà Thành chưa thay đổi thì nó sẽ là Thành sẽ gắt cộng với Ngọc, tại vì thật sự rất là khó chịu. Biến hiểu cứ nghĩ coi, giống rồi. Như là một ngày là ngoài đường mà nó xui tận mặt như vậy. Ok. Thà nó xui ít thôi rồi. Thì mình còn thoải mái, còn đèn nó xui tận mảng luôn. Ý là cái ví dụ của Biên nó khá là tiêu cực. Nên là mình ai cũng gắt gỏng thôi, ngay cả Thành nghĩ chắc Bill cũng gắt gỏng thôi. Bạn kia bạn yên đi, mình đang nói nha. Rồi ok, để bạn Thành nói hết. Ok, bạn Thành sao nào? Bạn Thành bây giờ gắt gỏng rồi, nhưng mà bây giờ gặp bánh bèo, bây giờ gặp đúng hôm Ngọc cũng đang muốn bánh bèo thì giờ xử lý làm sao? Mình là đàn ông, bây giờ mình chủ động xử lý trước hay xử lý làm sao này? Thì mình nói nhẹ nhàng thôi. Em ơi, thật sự là hôm nay anh rất là xui. Em làm như vậy anh cảm thấy giống như là em trêu chọc anh gì đó, có thể em cảm thấy được là anh như thế nào rồi đó, nên là em hãy em cư xử như thế nào đó đối với anh cho nó hợp lý nha. Ok hợp lý nghe được. Ok, còn Ngọc ạ, Ngọc như thế nào khi mà với cả hai bạn à, 50-50 hay là 60-40 hay như thế nào nào? À, thật sự cho đến bây giờ thì Ngọc cảm thấy rất là khó để mà chọn với hai bạn. Tại vì bây giờ đã là... Thật sự thì Hiếu rất là hiểu tâm lý, Hiếu rất là cưng bạn gái. Nhưng mà Thành thì đúng. Lại rất là... Hiếu là không muốn chăm bạn gái, không muốn đi ra đường với bạn gái. Nhưng mà lại thích bạn gái nhõng nhẽo. Nhưng mà lại thích bạn gái nhõng nhẽo. Còn Thành mình thì Thành... chơi con người hay mặt. Con người hay mặt. Ở nhà mình chơi cũng được Thành. Mình không cần phải là ra ngoài nên mình rất là khó xử. Hiện tại là mình đang là 50-50. Rồi bây giờ chúng ta sắp hết 30 phút rồi, còn khoảng 10 phút nữa thôi. Bây giờ chúng ta đến một vài vấn đề cụ thể trong cuộc sống đi. Ví dụ như bây giờ chưa yêu nhau, quay đang trong lúc tìm hiểu đúng không? Thì bây giờ lịch quan tâm với lại chăm sóc nhau sẽ như thế nào? Mặc định ở đây là các bạn tất cả cùng trọ ở trong thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn đúng không? Thì với lịch công tác đi làm rồi điều kiện hoàn cảnh tiền bạc của hai bạn thì bạn Hiếu bạn sẽ đề bạt ra một cái kế hoạch là như thế nào này? Một ngày thì gặp một lần hay một tuần đưa đi chơi một lần, rồi khi nào thì đưa về nhà giới thiệu bạn với lại bố mẹ nếu như mà hợp nhau nào, cụ thể luôn nào. Từ Hiếu đi. Nếu mà tìm hiểu thì ngày nào hai ngày gặp một lần thì nói chuyện thì ngày nào cũng nói chuyện, tại vì mới đầu mà. Okay. Nếu mà sau này còn mình có yêu nhau á thì
mình sẽ thích hợp, phải là từ từ thay đổi cái tính cách để phù hợp. Tại vì cái điều đó là điều mình mong muốn, mà mình muốn được là hai người đến mà, chứ không phải là mình bị cái điều đó nên mình muốn sẽ thay đổi rồi. Với điều kiện kinh tế của Hiếu thì Hiếu thể đưa Ngọc đi chơi đến đâu nào? Chỉ có công viên rồi về, hay là công viên rồi du lịch nước ngoài nước trong, hay là đi ăn buffet, hay là đi ăn kogi, hay là đi ăn cơm bụi, hay như thế nào nào? Thực sự mà nói bây giờ thì với hiện tại bây giờ thì mình có thể đưa Ngọc đi ở hết Việt Nam. Hết Việt Nam. Wow. Nhưng mà đi một lúc hay là đi thành nhiều lúc nữa? But, nếu mà đi một lúc thì tôi rất là nhiều thời gian. Ý là rồi. Ngọc thích đi chỗ nào thì sẽ đi thôi. Ui dồi. Có gì phải khó khăn. Chất. Tại vì cũng lâu lắm rồi mình chưa được đi đâu với ai, cùng với ai hay là... À, ok. Rồi, vậy là... Rồi, ok. Có kế hoạch cụ thể rồi. Thành, với điều kiện của bạn thì bây giờ bạn có thể gặp gỡ hay là hay nói chuyện với Ngọc đến mức nào, và có thể đưa Ngọc đi chơi ở đâu nào, để shopping hay như thế nào nào? À thì nếu mà được, nếu mà giống như là điều kiện thuận lợi, Ngọc với Thành làm việc nó ở khoảng cách mà nó ok á, thì Thành sẽ sẵn sàng chở Ngọc đi làm. À, wow. kiểu khác, ok, đi làm, ok, khá hợp lý. Nhưng mà ý là không phải, không cần thiết là hàng ngày, giống như là lúc nào Ngọc cần thì Thành sẽ có Thành. À, ok, hợp lý, khác rồi, cái này khác rồi. Thế còn đi du lịch, ăn uống, rồi shopping sao? Cái chuyện du lịch, ăn uống, shopping thì khi mà quen nhau thì hai đứa thì sẽ nói chuyện với nhau và sẽ thích chỗ nào thì đi chỗ đó, đối với Thành chuyện đó không quan trọng. À, rồi, ok. Thích đi đâu thì Thành dẫn đi đó. Cách qua Thành. Ok. Ok. Thành đâu bằng Hiếu đâu, Hiếu dắt đi hết cả Việt Nam mà. Ok, chúng ta có hai cái kế hoạch khác nhau rồi. Điều bây giờ quan trọng quay trở lại với lại Ngọc, Kelly. Rồi nào. Ngọc, mình nghe đây. Mình cảm thấy cái kế hoạch nào nó phù hợp với mình tại thời điểm này hơn nào? Tại thời điểm này hơn thì mình cảm thấy những gì đó gần gũi như như kế hoạch của Thành thì mình thích hơn. Thích hơn, ok. Dạ, đi làm. Rồi, lúc đầu thì lại cảm thấy Hiếu hợp hơn đúng không? Bây giờ thì lại cảm thấy Thành hợp hơn ở trong cái kế hoạch. Thế bây giờ chúng ta đã 30 phút trôi qua rồi. Cái chương trình này mỗi một lượt, mỗi một cặp thì chỉ có 30 phút thôi. Các bạn có thể tìm hiểu nhau sâu hơn sau. Nhưng bây giờ chúng ta đến cái phần quyết định. Cái phần quyết định của cả ba người thì chúng ta sẽ random gọi từng người và người đấy nói là có muốn contact của người kia hay không, trừ khi mà hai bạn nam muốn contact của nhau thì cái chương trình lúc đấy để các bạn tự nhá. Ok, chúng ta bắt đầu từ chúng ta thế thôi thì mình rút nha, nếu mà làm như vậy thì mình rút nha. Không, bây giờ chúng ta đến với câu trả lời của bạn Thành trước. Ok, Thành có muốn contact của Kelly Ngọc hay không? Thì mình đã nói ngay từ đầu rồi, mình nhìn Ngọc là mình đã thích Ngọc rồi. Rồi, đương nhiên là mình sẽ muốn contact của bạn Ngọc. Rồi, ok, có muốn contact của Ngọc. Hiếu, Hiếu có muốn contact của Kelly hay không? Có chứ, tất nhiên là có rồi. Đó, ok. Điều nhắn nhủ cuối cùng, một câu nói cuối cùng để nói với Ngọc, để có được contact của Ngọc đến từ cả hai bạn. Hiếu trước đi. Ngọc, nãy giờ Ngọc nghe hết rồi đó. Giờ... Đổi qua cho Thành trước đâu. À, sao lại đổi? Không được, chương trình đi. Không được. Con trai như vậy là không được, Hiếu à. Anh ơi. Hiếu ơi. Chị Ngọc bị văng Discord, chưa vào lại được, chưa nghe gì đâu anh ơi. À ok. Mày quá. Ok, đợi, vậy đợi chị Ngọc. Mém tí nữa là Hiếu mất điểm rồi. À rồi, ok. Ngọc chưa biết đâu, Ngọc chưa biết. Okay. Alo. Rồi, Ngọc đã vào trở lại rồi. Bây giờ đang là cả Hiếu và cả Thành cùng muốn có contact của Ngọc. Thì bây giờ đang là câu nói cuối cùng đến từ cả hai bạn dành cho Ngọc. Ok, mời Hiếu. Ngọc, sao nghe đây?
mình hợp nhau đến 80% rồi, tại sao mình không tìm hiểu nhau? Ok, ok, dừng nha, ok. Dạ, mình hết. Ok, từ từ đã, Ngọc cứ bình tĩnh đã. Bây giờ Thành nè, câu của Thành. Thì mình nói ngắn gọn thôi. Ngọc ơi. Mình nghe đây. À, có Thành là có tất cả. Ghê. Yeah. Wow. Mình thật sự bất ngờ với câu nói của mình. Ok, ok, ok. Đấy là hai câu nói của bạn Hiếu, bạn Thành. Bạn Hiếu nói là mình đã hợp nhau đến 80% rồi, tại sao không cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Bạn Thành nói là mình có mình là có tất cả. Ok, và cả hai bạn đều muốn có con tắc của bạn Ngọc. Bây giờ đến giây phút quyết định của cặp đầu tiên, của show đầu tiên. Rất là nhiều bất ngờ, rất là nhiều thứ lật kèo phút cuối như vậy. Là của Ngọc. Ngọc cảm thấy như thế nào với cả hai bạn đó này? Thật sự Ngọc cảm thấy rất là cảm động và rất là cảm ơn hai bạn đã chia sẻ rất là thật về cách suy nghĩ nè, cũng như là sở thích và cái quan điểm trong tình cảm của hai bạn. Và cho đến bây giờ nếu mà Ngọc được chọn để cùng gửi contact cho một bạn á, thì Ngọc được chọn luôn chứ ạ? Ngọc được chọn luôn, hoặc là cho cả hai, hoặc là một bạn, hoặc là không ai cả. Sự lựa chọn là của Ngọc. Ngọc sẽ gửi contact cho bạn Thành luôn IT. Vì Ngọc rất cảm động vì sự chân thật của Thành. Mặc dù là Thành nói là Thành rất là nóng tính, nhưng mà trong những việc rất là đời thường là Thành quan tâm bình thường rất là tốt. Ngọc cảm nhận được sự chân thành. Rồi, ok. Xin gửi contact cho bạn Thành. Ok. Đầu tiên thì xin cảm ơn cả ba bạn đến với chương trình. Sẽ là xin chia buồn cho bạn Hiếu. Bạn Hiếu có muốn chia sẻ gì không sau khi mà... Mình muốn hỏi bạn Hiếu một câu là Hiếu ơi, Hiếu có buồn không? Không, Thành đã... Mình đang chờ có... Mình biết chắc chắn là Thành ở câu đó. Và mình sẵn sàng trả lời với Thành là mình cảm thấy buồn. Nhưng mà mình bước ra đi khỏi show này mình rất là vui. Okay. Khi mà nghe... mình tại vì mình nghĩ trong người đâu á là mình sẽ thắng, nhưng mà ai ngờ rất là hay. Ok, không sao đúng không? Mà cơ hội vẫn còn cho Hiếu. Hiếu vẫn có thể đăng ký, biết đâu một ngày lại tiếp tục được pick Hiếu vào và là một bạn nữ khác và sẽ có nhiều không, cơ không hội. Không sao, mình vẫn đeo trên đầu hai cặp sừng rồi, mình rất là tự tin, không có sao hết. Ok, thôi không sao. Chúc mừng cho Thành và cảm ơn cả ba bạn. Và chương trình sẽ gửi contact cho bạn Thành sau chương trình. Và chúc các bạn có những giây phút buổi tối vui vẻ cùng với chương trình, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon.